Quỳnh Cun bị Bê Trần dìm hàng không nương tay, nhan sắc có còn xinh đẹp. Màn trêu đùa của Bê Trần khiến Quỳnh Cun lâm vào tình huống giờ khóc giờ cười. Vốn là nữ diễn viên quen thuộc trong những bộ phim của vũ trụ VFC, từ lâu Quỳnh Cun đã nhận về tình cảm, sự yêu mến của đông đảo khán giả. Trải qua nhiều năm chăm chỉ đóng phim, không chỉ khả năng diễn xuất được công nhận, nhan sắc của nữ diễn viên đã chinh phục những khán giả khó tính nhất. Quỳnh Cun bị Bê Trần dìm vi rùa, nhan sắc có còn xinh đẹp. Thời gian gần đây, Quỳnh Cun và Bê Trần đang cùng nhau tham gia diễn xuất trong bộ phim của vũ trụ VFC. Cả hai vốn quen biết từ trước, nay lại càng trở nên thân thiết hơn. Mới đây nam diễn viên còn hào hứng trêu đùa bạn diễn, gia đình hạnh phúc quá khiến mắt cô vợ đẹp ghê. Ở dưới phần bình luận, cư dân mạng đều hào hứng trêu đùa Quỳnh Cun, mắt chị Quỳnh đẹp ghê, gia đình quốc dân đẹp đôi, trời bố ơi. Mẹ con xinh đẹp mà bố đăng hình mẹ con thế kia. Vi rùa ngọt ngào, quyến rũ của Quỳnh Cun ở tuổi 29. Khi chuẩn bị bước vào đầu ba, Quỳnh Cun hiện tại vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Nữ diễn viên tập trung tối đa thời gian cho công việc và chăm sóc, quan tâm đến gia đình. Dù từng nhiều lần vướng vào tin đồn phim giả tình thật với một số đồng nghiệp nam, nhưng người đẹp đều lựa chọn im lặng trước sự hiếu kỳ, tò mò của công chúng.